Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ 28 mùa thường niên. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết cảm tạ tri ân. Những hình ảnh của những người lãnh được sự chúc lành của Đức Kitô
Chỉ có một trong số 10 người ấy quay trở lại để tôn vinh Thiên Chúa là lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta hãy biết tri ân và cảm tạ. Trước hết đối với Thiên Chúa, thứ đến là đối với những người xung quanh mình. Dù cách nào đó chúng ta đón nhận được sự giúp đỡ một cách trực tiếp hay gián tiếp, thì trong cuộc đời này chúng ta vẫn cần phải một lời tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn lẫn nhau. Xin cho đời sống đạo đức này nhắc nhở chúng ta trong mọi hành vi để giúp cho chúng ta có thể trở nên người Kitô hữu đích thực, là môn đệ đích thực của Thiên Chúa, của Đức Kitô và của anh chị em. Để cho tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi ngoài đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Chúng con cả lạy Chúa, chúng con
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sáng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người là đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai. Thời ấy, ông Naaman, tướng chỉ huy quân đội của vua nước Aram, mắc bệnh phong hủi. Vậy ông xuống diềm mình 7 lần trong sông Giô-đan, theo lời ông Elisa, người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch. Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói: Nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel. Bây giờ xin Ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngày đây. Ông Elisa nói: Có Đức Chúa hằng sống là đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả. Ông Naaman nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. Ông Naaman nói: Nếu Ngài từ chối, thì xin cho phép tôi tớ Ngài đây mang về một số đất vừa sức 2 con lừa chở được, vì tôi tớ Ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thân thần nào khác nữa ngoài Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Khai ơn người cứu độ trước mặt chư dân. Bài ca mới vì người thực hiện bao kỳ công, người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Khải đức công chính của người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel. Thank you.
toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, treo hò đàn hát. Chúa đã mang tài ơn người cứu độ trước mặt chư dân. Bài trích tư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Timôthê. Anh thân mến, hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, đấng đã sống lại từ cõi chết, đấng đã xuất thân từ dòng dõi David. Như tôi vẫn nói trong tin mừng tôi loan báo, vì tin mừng ấy tôi chịu khổ. Tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu và được hưởng vinh quang muôn đời. Đây là lời đáng tin cậy. Nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với người. Nếu ta chối bỏ người, người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, người vẫn một lòng trung tín, vì người không thể nào chối bỏ chính mình. Đó là lời Chúa. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hồi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói:
không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe như đầu lễ con thưa xoay quanh về chủ đề tạ ơn. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng ít nhất có 3 hành vi được nói đến trong bài tin mừng ngày hôm nay. Hành vi đầu tiên đó là hành vi xin ơn. Hành vi thứ hai là hành vi tạ ơn. Và hành vi thứ ba là hành vi tin. 3 hành vi này hòa quyện với nhau để trở nên một trục xoay trong đời sống của người Kitô hữu. Hành vi xin ơn có lẽ đối với kinh nghiệm của quý ông bà anh chị em và cả bản thân con rất nhiều. Tại sao? Bởi vì khi chúng ta gặp điều gì đó khó khăn trong cuộc sống, chúng ta thường kêu xin. Ngay trong đời sống bình thường của mình, nơi gia đình, chúng ta muốn điều gì đó, chúng ta cũng hay xin. Xin người này, xin người kia. Và hành vi ấy trở thành một điều bình thường. Trong đời sống đức tin, thì việc chúng ta xin hay đối tượng của lời xin ấy chính là Thiên Chúa. Tuy nhiên, nó còn một điều gọi là hậu quả của lời xin ấy. Nó dẫn đến những điều có thể tích cực và cũng có thể là tiêu cực. Hành vi này liên quan đến hành vi tin. Có nhiều khi chúng ta than thở: tại sao con xin mãi mà Chúa không ban cái gì cho con? Hoặc có khi chúng ta đang đối diện với đầy những khó khăn, chúng ta chạy đến để kêu xin Chúa nhưng chẳng thấy Chúa đáp lời. Và cái hậu quả như con vừa nói, dẫn đến tích cực cũng có, tiêu cực cũng có. Tích cực thì họ vẫn tiếp tục để khẩn nài xin Thiên Chúa ban ơn hay giúp cho mình vượt qua khó khăn ấy. Nhưng cũng có những người mất đức tin: Chúa không ban cho con, Chúa chẳng để ý gì đến con, con nghỉ chơi với Chúa. Có một lần con đã kể chuyện vui thôi. Có người đến xin Chúa, lạy Chúa cho con trúng số, và nếu mà Chúa cho con trúng số chiều hôm nay thì con xin dâng hết những vé số này cho Chúa. Bà vợ ngồi ngay bên cạnh nói rằng: ông xin vậy thì xin làm cái gì? Ông ấy bảo: bà chẳng biết gì cả, bởi vì tôi còn 10 tấm vé số khác ở trong túi. Một cách nào đó, khi chúng ta xin, thường chúng ta không nghĩ đến cái ân sủng hơn là những vật chất mà chúng ta đang tìm kiếm. Và điều đấy khiến cho chúng ta có khi mất niềm tin. Hành vi thứ hai là hành vi tạ ơn. Hành vi này rộng hơn. Thứ nhất, khi chúng ta xin trong gọi là đời sống đạo đức của con người với nhau thôi, đặc biệt là hành vi tạ ơn đối với người Á Đông, chúng ta thường trả lời khi được cho một điều gì đó là cảm ơn. Nhưng rộng hơn ở đây, đối với Thiên Chúa, tất cả những gì mà chúng ta có đều là ân ban, và ân ban ấy càng hơn thế để chúng ta dâng lời tạ ơn. Rộng hơn ở đây còn có ý nghĩa lớn lao trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, không chỉ đơn thuần là chúng ta hiệp nhất, hiệp thông vào trong đời sống đức tin của mình đối với Thiên Chúa, mà nơi đó còn được gọi là hy tế tạ ơn. Do đó, khi chúng ta tham dự thánh lễ
là một hành vi được cụ thể hóa chúng ta tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta không nghĩ đến khía cạnh này. Chúng ta coi đi lễ là một bổn phận và chúng ta cảm thấy mệt mỏi, không muốn. Vậy khi chúng ta nguyên việc đi lễ hay tham dự cử hành phụng vụ, đó chính là một hành vi tạ ơn. Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa này, chúng ta càng cần hơn bao giờ hết nên và sắp xếp chuẩn bị để tham dự việc cử hành thánh lễ. Và nó còn giúp cho chúng ta vững vàng hơn trong đức tin. Nó cũng là một hậu quả hay là đi theo tiến trình của đời sống đức tin nơi người Kitô hữu. Đòi hỏi nếu chúng ta nói rằng mình tin Chúa, không bao giờ mình kết hợp với Chúa hay không bao giờ mình đến với Chúa, thì đức tin ấy chúng ta phải coi lại. Và nếu nói nặng lời như Thánh Gia-cô-bê, đức tin không có hành động chỉ là đức tin chết. Và như vậy, càng hơn bao giờ hết, chúng ta phải ý thức được không chỉ là bổn phận của mình đối với Thiên Chúa trong lời tạ ơn, nhưng còn là việc kết hợp chính đức tin của mình vào Thiên Chúa một cách vững chắc. Và như vậy, cả ba hành vi như con vừa thưa, xin ơn, tạ ơn và tin, ba hành vi đấy nó xoay quanh trong đời sống đức tin của chúng ta và đòi hỏi chúng ta phải cố gắng để bám giữ và đồng thời thực hành điều đó mỗi ngày, mỗi giờ. Và hơn nữa, khi chúng ta thực hiện điều đó, nó còn là cách để chúng ta lan tỏa đến những anh chị em khác của chúng ta. Và đó cũng là sứ mệnh truyền giáo mà mỗi người chúng ta đòi hỏi phải thực hiện trong nghĩa vụ của mình. Xin cho mỗi người chúng ta ý thức được điều này trong đời sống. Xin, tạ và tin, ba hành vi ấy trở nên nguồn động lực để giúp cho chúng ta vững bước trên con đường hành trình về quê trời mai sau. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, I'm
Anh chị em thân mến, lòng biết ơn là ân sủng Chúa ban để chúng ta có thể xây dựng tương quan với Chúa, với tha nhân. Tất cả ân đức bị tách khỏi lòng biết ơn đều trở nên khiếm khuyết. Chúng ta xin Chúa đổ vào chúng ta tâm tình biết ơn Chúa và dâng lời nguyện xin. Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim. Xin cho các mục tử trong hội thánh hằng nhớ lại tình yêu và ân huệ của Chúa đã thương ban, để lòng biết ơn mở rộng trái tim các ngài đón nhận tình yêu của Chúa, và qua đó qua tình thương Chúa lan rộng đến mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa đáp lời chúng con. Mỗi phút giây đời sống, chúng ta mắc nợ Chúa và tha nhân. Xin cho mỗi Kitô hữu khi mở lòng chúc tụng Chúa mỗi ngày cũng nhận ra ơn nghĩa của nhau, để chúng ta biết nói lời cảm ơn và biết quảng đại trao đi. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa đáp lời chúng con. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Francisco, xin cho giáo hội luôn trung thành và can đảm rao giảng tin mừng và trở nên cộng đoàn của tình yêu liên đới, huynh đệ, mở cửa đón tiếp mọi người và xây dựng bầu không khí tác chung. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa đáp lời chúng con. Hạnh phúc gia đình tùy thuộc không nhỏ vào bổn phận biết ơn nhau. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta luôn khơi rộng dạy lòng biết ơn mỗi ngày bằng nụ cười và tiếng cảm ơn, để gia đình chúng ta càng ngày càng gắn bó với Chúa và với nhau hơn. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa đáp lời chúng con. Giờ đây, với ít giây thinh lặng, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện thầm kín của mỗi cá nhân, gia đình và giáo xứ. Đặc biệt xin Chúa ban ơn và nâng đỡ đức tin cho mỗi chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa đáp lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con mắc nợ tình yêu sáng tạo và cứu độ của Chúa trong mỗi phút giây. Xin thắp sáng tâm tình biết ơn trong chúng con, để tâm hồn chúng con luôn yêu mến và khao khát tìm kiếm Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chẳng biết lấy gì đáp ơn. Thương lại đáng thương yên khơi như kia.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ của lễ Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiên, để làm cho thanh lễ chúng con đang so sang cử hành mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chôn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên dương Chúa sống lại cho Chúa đến.
lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiến toàn hội thánh. Xin Chúa cầu cho nên anh chị em chúng con đang nghe nghe được những tin mừng sống lan và hoan hỷ, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ điểm, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. See you.
trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúa con ơi, con biết rằng Ngài đã đến thương con, nên sinh ra trên giường trần, ban cho người nguồn vui.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người, Người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng anh. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.